Starbucks đây, ở đây cũng có Starbucks đây. Để ăn ngủ. Cái này giống giống ở dưới Cô Cốt ha. Đó, phía trước mặt mình là bãi biển đó, giống ở Cô Cốt. Cái đường này đang ăn ở đây. Trước mình ăn ở đâu? Thằng này dài dài ở đây, gần đây. Chưa ăn luôn đi hả? Ừ, chưa rồi. 2 giờ mấy rồi, gần 1 giờ rồi. Anh thấy trước mặt mình á, Manly Grill trước mặt mình á đó, đó mà mình ghé vô quán nó ăn đó. Manly gì? Manly Grill là đồ nướng. Có cái bữa mình ăn pork rib á, nữa cái 44 đồng. Nhưng mà mình kêu thì mấy cái thứ khác ăn nữa, nó có nhiều món lắm. Ủa là cái Manly Grill này giống ở Darling Harbour mình ăn đó? Dạ, có pork rib trong bữa đó. Nó đồ nướng mà. Đây là quán Mexico. Đây là quán Manly Grill nè. Đó, Manly Grill.
Đồng quá ha. Gold Coast. Mà bãi biển của Gold Coast mình đẹp hơn bãi biển này nha. Ừ. Yêu của lộ tình yêu. Cái này tớ sẽ uống con. Bây giờ mình chuẩn bị đi ngược lại nhà con sò, đi ngược lại Opera House. Ok, chiếc kia sáng mình đi kìa, đó, hai chiếc nó đều đi.